Chào các bạn, đã đúng giờ rồi nên chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài thứ ba. Không, đứng lên bên kia hình ảnh anh rõ hết không em? Dạ nghe rõ cô. Cô cảm ơn em. Hôm nay á thì chúng ta sẽ đề cập tới những cái yếu tố để gọi là bình thường, tức là về mặt hình ảnh lẫn số đo trên siêu âm tim ở người lớn. Nhấn mạnh á, ở đây mình chỉ nói là những cái tiêu chuẩn của người lớn thôi, bởi vì ở trẻ em chúng ta sẽ có hẳn một cái bài khác nữa. Chúng ta cũng sẽ đi lần lượt từng mặt cắt, thì luôn luôn đầu tiên đó là đi vào mặt cắt chuột dọc cảnh ức, và các bạn luôn luôn sẽ khảo sát cái hình ảnh 2D. Thì ở đây á, các bạn đã quá hôm nay thì có thể là đã thuộc rồi ha. Thì cái phần phía trên này RV là mắt phải, cái đoạn này đây là phần của động mạch chủ, và hướng này đây là nhĩ trái. Mặt cắt dọc cảnh ức là đang ngang qua cái vùng khảo sát ba tầng này. Thì khi mà đo về động mạch chủ á, thì các bạn lưu ý á, là cái quy tắc là chúng ta luôn luôn phải đo vuông góc với lại cái trục. Thành ra là các bạn sẽ thấy là có ba mức, bốn mức để đo van động mạch chủ ở đây. Mức thứ nhất, chỗ này đây là lá vành phải và đây là lá không vành, rồi đây là lá vành trái. Thì có ba ba nhánh ở đây, tất cả giống như cây cành cây có ba nhánh đó. Thì chúng ta sẽ lấy ngay cái gốc của các lá van này và cái đường số 1, cái mũi tên số 1, đây là cái bước đo số 1. Thì đó là nói về ở cái phần mà buồng tắm của thất cái. Thì đây là thất cái nè, máu nó sẽ bơm ra đây vào mạch chủ. Như vậy thì cái chỗ số 1 này ngay chỗ đóng mở của lá van thì đây gọi là buồng tắm thất cái. Sau đó đó, chúng ta sẽ thấy van động mạch chủ nó phình ra, đây có một cái chỗ phình, và chỗ phình đó nó được gọi là xoang van sa va. Với cái phần xoang van sa va này, các bạn đo cái đường kính lớn nhất, như vậy là kích thước số 2. Với cái chỗ mà nó thắt lại là số 3, tức là chỗ nối giữa xoang và ống động mạch chủ. Tới số 4, tức là sau đó thì tới là từ chỗ này trở đi nè, thì động mạch chủ nó sẽ thẳng một đường, tức là động mạch chủ lên là số 4. Thì như vậy các bạn sẽ hình dung qua bên cái trục bên này, chúng ta sẽ có kích thước ở ngang cái chỗ mà số 1 đây là buồng tắm thất cái, rồi kích thước xoang van sa va rộng nhất tới chỗ mà nó bắt đầu thắt eo lại và đi ra cái động mạch chủ xuống. Thì bên cạnh đây ngoài động mạch chủ rồi động mạch chủ xuống, thì qua động mạch chủ nó sẽ chia ra nhánh là thân cánh tay đầu phải, rồi động mạch cánh trái và động mạch dưới đòn trái. Thì ở mỗi vùng của động mạch chủ nó đều có kích thước khác nhau hết. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nè, 20, 30 rồi đây kiểu như 30, 45 rồi 35 rồi đây cũng 35 luôn, bao khó nhớ lắm. Do đó chúng ta sẽ lấy một cái mốc chung cho dễ nhớ là hết toàn bộ cái vùng này nè, bốn cái số đo này của mặt chủ này đừng quá 40 mm. Nếu trên 40 mm là coi chừng có giãn nó mặt chủ. Hình này cũng thể hiện là một lần nữa ha, các bạn sẽ thấy là đây là một cái đường lật lọt nè, đó là hai cái lá van của mạch chủ. Thì lấy ở cái góc của nó thì đây là cái chỗ một vòng van là mạch chủ, hay gọi là buồng tắm mạch trái. Chỗ phình ra gọi là phần sọ, chỗ xoang van sa va. Chỗ thắt lại thì đây là chỗ nối ống xoang, và sau đó đoạn đi đường thẳng luôn thì đây là động mạch chủ lên. Và các bạn cũng sẽ thấy là mỗi tác giả con tần số khác nhau, thì tại vì nó có thay đổi theo tuổi, theo kích thước cơ thể, cũng giống như là khác nhau khi bất yếu giữa người châu Á với lại người châu Âu. Trên hình này cũng lặp lại lần nữa, trên 2D trục dọc cảnh ức. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu có thêm cái phần này là phần M1TN. Còn hôm rồi có nhắc các bạn, khi mà nói tới TN, tức là M1 là chữ M, là chữ measure, tức là đo đạc, thì mục đích chúng ta là để đo. Thì các bạn phải nhớ nha, để cây thước này vuông góc với lại cái thành của động mạch chủ, luôn luôn cái vuông góc, và nó phải đi ngang qua đây, ngang qua cái van động mạch chủ, thì đó là hình ảnh chuẩn. Khi cầm cái tờ phiếu siêu âm lên mà các bạn nhìn những cái thước đo và không chuẩn, rồi cái mặt cắt khảo sát không chuẩn, thì thôi đừng quan tâm tới những cái con số kết quả là gì, bởi vì nó không chính xác đâu. Và bên tay bên đây thì chúng ta có ba phần tương ứng, phần này thấp phải, phần này động mạch chủ và phần này là nhĩ trái, thể hiện qua đây. Cái số đo số 1
các bạn nói chữ bung động nhất của thất thải thì đó là thời kỳ tăng trương. Thì tăng trương đó là các dòng thất nó nở ra và mình sẽ đo cái chỗ mà to nhất với cái thứ như vậy, rồi cái phần cuối tăng thu là cái chỗ mà nó thắt lại. Thì đây là xong cái phần đo thất thải. Với cái phần mà đo động mạch chủ đây nè, thì các bạn sẽ thấy là có cái hình hộp của đóng mở và mạch chủ, thì chúng ta sẽ đo được đường kính của động mạch chủ, tức là ngay cái chỗ mà nó như đã vẽ đây, và còn phía cạnh đo những trái là đo chỗ bung rộng nhất. Mà con mạch chủ các bạn nó sẽ thấy có một cạnh ở phía trên và cạnh phía dưới thì không rõ. Thường các bạn muốn khi nào mà lấy được ra một cái hình hộp rõ ràng lắm, thì nếu mà lấy được rõ đó thì cạnh trên và cạnh dưới của nó sẽ là đường kính của cái độ mở van. Ở bên cái này này, kích thước đây là kích thước của van mạch chủ, nhưng mà cái van nó không có mở hết, cho nên mình sẽ đo cái chỗ mà cái hộp đóng mở thì thôi, thì nó là độ mở van của động mạch chủ. Thì tất cả những số liệu có ghi đây, và một lần nữa để cho dễ nhớ thì các bạn cứ lấy cái mốc là thất thải thường là không quá 30, ở đây họ lấy 34, rồi động mạch chủ và nhĩ cái sắp xỉ nhau không quá 40 mm, đây cũng qua 40 mm. Khi người ta biết á, là tỷ lệ nhĩ trái khi cho động mạch chủ bằng như này, thì nói cách khác các bạn hình dung vô, tức là nhĩ trái sắp xỉ động mạch chủ và khi nó chia cho nhau thì nó sẽ bằng một. Nói các bạn ha, tức là kích thước thất thải thường không quá 30, kích thước động mạch chủ và nhĩ trái thường sắp xỉ nhau và không quá 40. Rồi ở đây đó là độ mở van động mạch chủ đây nè, đó tức là từ cái lá trên và lá dưới ấy, thì thường là phân nửa của kích thước động mạch chủ, tức là trong khoảng là 20. Những con số này các bạn sẽ phải phân tích trong các bệnh lý rất là nhiều, do đó yêu cầu phải thuộc lòng. Hồi nãy tức là cũng mặt cắt thuộc vào cảnh ức, nhưng mà chúng ta để cái cây thước là đi qua đây, tức là khảo sát cây thước là qua động mạch, qua thất thải rồi qua chủ và qua nhĩ cái. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát xuống dưới này, với là các bạn sẽ thấy đây là cái phần nhĩ cái, và mình sẽ đây là đóng mở của hai lá van hai lá, lá trước van hai lá, lá sau van hai lá. Thì các bạn lưu ý á, là cái lá trước á, lá trước này nó liên tiếp với lại cái thành sau của động mạch chủ và nó sẽ dài hơn. Còn cái lá sau đây nè, lá sau á thì nó tiếp nối với thành sau của nhĩ cái và nó ngắn hơn. Luôn 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 lá trước nó sẽ dài hơn lá sau. Và đây là cái van hai lá mà, để đó các bạn nhớ số 2, thì kích thước của lá trước là khoảng 22 ly. Thì vậy cho dễ nhớ ha, là qua mình quan tâm lá trước, tại vì lá trước thường dài hơn, dễ thấy hơn, và đang nói về van hai lá, thành ra kích thước của lá chiều dài của lá van cũng khoảng 22 ly. Thì vậy là cho các dễ nhớ. Một cái câu số 2 để nhớ nữa đó là tại vì có một số bệnh lý các bạn sẽ nói van hai lá dày do hậu thắt, cái van hai lá dày do thoái hóa ở người lớn tuổi. Như vậy bao nhiêu, tiêu chuẩn bao nhiêu để gọi là dày? Dày cũng lại lần nữa lấy con số 2, tức là nó không quá 2 ly. Đây thường các bạn sẽ thấy nó mảnh như sợi chỉ ở phần sau này nè, đó chỗ này thì thấy có vẻ dày á, còn lá trước thì mảnh sợi chỉ, lá sau cũng phải đáng lẽ phải mảnh như sợi chỉ như vậy á. Chỗ này các bạn đang thấy là nó có thành cái khối rồi, do đó van được gọi là mảnh nếu nó không quá 2 ly. Và lá trước thì thường dài cũng khoảng 22 ly, chúng ta nhớ con số này đó. Một cái yếu tố nữa chính là có nhiều khi van hai lá nó hở là do giãn cái vòng van, giãn cái vòng van này các bạn sẽ có những cái trường hợp thất trái nó lớn, tim trái nó to, tim trái to thì kéo cái vòng van hai lá nó cũng giãn ra. Và tiêu chuẩn để gọi là giãn thì các bạn phải thuộc đường kính của vòng van hai lá đây ha, là khoảng 30 ly, khoảng 30 mm. Và có một cái tiêu chuẩn khác nữa, tức là lấy kích thước của cái vòng van và chia cho lấy kích thước của cái vòng van chia cho lá trước. Chúng ta thấy khi mà van hai lá đóng mở, đóng mở thì các bạn đo được ngay cái góc của nó này, để chia cho chiều dài giữa lá trước mà nó hơn 1/3, thì cái đó nói là có giãn vòng van hai lá, nó sẽ chính xác hơn. Tại vì nếu bạn các bạn chỉ đo là một con số ngang này không thôi thì nhiều khi nó thay đổi theo kích thước cơ thể,
hay là chỉ dựa vô cái chiều dài lá trước không thì nó cũng chưa chính xác. Do đó nên dùng cái con số này để đánh giá là có giãn vòng quanh hai lá, và các bạn bắt buộc phải sử dụng tới nó trong các bệnh lý hở van hai lá. Để nói nguyên nhân hở van hai lá đó là gì? Do giãn vòng quanh. Và muốn xác định giãn vòng quanh đó bằng cách nào? Các bạn sẽ lấy chiều dài của cái vòng quanh hai lá chia cho cái chiều dài của cái lá trước, và nếu mà nó hơn 1/3, mình cứ nhớ con số 13 là con số xui ha, hơn 1/3 thì cái đó là minh chứng cho giãn vòng quanh hai lá. Khi khảo sát ở vòng hai lá thì các bạn hôm trước các cũng có nghe nhắc rồi tới chữ M. Vòng hai lá là mitral và thể hiện trên em mốt của nó là cũng chữ M của lá trước, và lá sau đây nó ngược chiều trở lại. Thì thường các bạn sẽ thấy vẽ cái biên độ của lá trước nó lớn hơn vì nó dài hơn so với cái lá sau. Có nhiều cái thông số lắm, hồi xưa các bạn sẽ thấy khá nhiều thông số mà chúng ta sẽ không xài hết. Các bạn chỉ cần quan tâm con số 1, tức là cái dưới này định danh của nó điểm ơ, D và trên này ơ. Như vậy thì chiều cao từ D cho tới ơ là bao nhiêu? Cái thông số thứ hai cần xài tới đó là S, ơ và S. Độ dốc của ơ S này nó lại ra hôn hay là nó càng dốc? Nếu ơ S này mà nó càng lại ra là hẹp phân hai lá đó các bạn. Cái thông số thứ ba mà các bạn cần lưu ý, tức là khi mà van hai lá mở, cái đỉnh ơ này đụng tới cái vách liên thất, cách cái vách liên thất là bao nhiêu? Số 3 này đây, nó nhảy lỗi lên đây này, là chứng tỏ là van hai lá có mở đóng hết mức hay không. Và nếu mà nó càng lớn á, gọi là điểm ơ cho tới vách liên thất, nếu mà nó hơn 7 mm á, thì nói lên là có suy chức năng tâm thu thất trái. Nói cách khác, van hai lá khi mà đóng mở thì nó phải càng đụng tới vách liên thất càng tốt. Chúng ta có cái vách liên thất trên này, nếu mà nó cách nhau mà hơn 7 mm thì chứng tỏ là một chỉ điểm của suy chức năng tâm thu thất trái. Những cái thông số sau thì các bạn không cần học. Do đó đó, có những bạn khi mà luyện ôn thi á, thì sưu tập những cái bộ đề thi trắc nghiệm của 10-20 năm trước, và có những cái thông số hay những cái tiêu chuẩn mà bây giờ người ta không còn dùng tới nữa, thì các bạn ôn học như vậy rất là vất vả và vô giá trị. Do đó ở đây những con số này các bạn sẽ thấy tôi không lưu lại tại vì chúng ta không xài tới ha. Các bạn chỉ quan tâm tới cái chiều cao DE rồi độ dốc ES và ơ, khoảng cách từ đỉnh ơ cho tới cái vách liên thất là không quá 7 mm. À, một điểm lưu ý nha, hình dáng của lá sau luôn luôn mở ngược chiều với lá trước mở về phía trước thì lá sau mở về phía sau. Chúng ta khảo sát ba tầng. Hồi nãy thứ nhất là khảo sát ngang qua van mạch chủ, chỗ này ngang qua van mạch chủ. Bước thứ hai là chúng ta đã khảo sát ngang qua van hai lá, và bây giờ bước thứ ba là khảo sát ngang thất trái. Và tiêu chuẩn gọi là hình ảnh mà chuẩn á, là các bạn phải vuông góc với vách liên thất. Cái này không vuông góc rồi nha. Cái tiêu chuẩn thứ hai là ta phải ngay đi ngay sau cái chỗ mở của van hai lá, thì cái này có đạt. Ngay sau mở van hai lá nhưng mà không vuông góc với vách liên thất. Do đó đừng tốn thời gian để mà các bạn nhìn những cái con số đo đạc của người ta tại vì nó không chính xác. Đo mà méo méo xéo như vậy á thì con số nó sẽ dài hơn thực tế. Cái cột màu vàng bên đây là tôi nêu cho các bạn những con số bình thường khi đánh giá về kích thước của thất trái. Ứng với cái chỗ khoảng đen này lại đây thất phải, cái đường vách ngang này là vách liên thất, xuống đây có chữ S là septum vách liên thất. Rồi cái khoảng đen to này là lòng thất trái, và sau cùng đây là thành sao B, là thành sao thất trái. Các bạn sẽ thấy bung ra, cùng bung ra, lòng thất trái bung ra như vậy, đây thì tâm trương, và có chữ D là diastolic thì tâm trương. Các bạn sẽ đo đó là cái thị tâm thu là cái chỗ mà nó thắt lại nhất, nhưng cái thị tâm trương á thì lưu ý là đừng nên đo ở cái chỗ mà bung rộng nhất. Nhiều bạn có thói quen cứ lấy cái chỗ bung rộng nhất đó thì tâm trương, yêu cầu của người ta là đo cuối tâm trương. Và cuối tâm trương như vậy á, các bạn sẽ coi cái dốc nè đó, như vậy này thì lấy từ chân dốc, lấy từ chân dốc và kéo theo một đường xuống thì cái đó mới đúng là cuối tâm trương, nếu các bạn không có điều kiện gắn liền tâm đồ cùng lúc. Bên đây người ta cũng minh họa các bạn đây, trong cái thị tâm thu thì lấy cái chỗ thắt nhất rồi, đây là lấy ứng với lấy đỉnh QRS trên điểm tâm đồ, còn thì tâm trương là các bạn lấy ở cái chân dốc nha, đây
chân dốc ở phía trên, chân dốc ở phía dưới, thì đó là đo đường kính cuối tâm trường. Và cái vách liên thất á, cũng với thành sau vách trái thì tiêu chuẩn là không quá 11 mm, nếu hơn mức đó là dày. Đây vách liên thất, các bạn lưu ý những con số này chúng ta là đo là quan tâm tới con số vách trái là ta thường quan tâm tới gì tâm trường. Như vậy lúc mở ra đây vách liên thất không quá 11 ly, và thành sau nhìn trên bảng này các bạn thấy kích thước vách liên thất với thành sau có gì đặc điểm nè, sắp xỉ nhau. Vách liên thất nhìn vô và sắp xỉ với thành sau, có những trường hợp các bạn nhìn vô sẽ thấy nó dày hơn, ví dụ tăng huyết áp nó mỏng hơn, ví dụ như nó cơ tim. Còn bình thường á là cái vách liên thất này và thành sau phải sắp xỉ nhau. Và nhấn mạnh một lần nữa, quan tâm tới những số đo của vách trái là quan tâm trong thiền tâm trương. Rồi cái thứ hai đó là lòng của thất trái, DD tức là gastric dimension. Kích thước của lòng thất trái trong thiền tâm trương này không quá 55 ly. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra, nếu cái chỗ này mà hơn 11 ly, các bạn sẽ gọi là dày vách liên thất. Ở đây hơn 11 ly, dày thành sau thất trái. Và ở đây hơn 55 ly là giãn thất trái, giãn cái lòng, giãn thất trái. Và một tiêu chuẩn nữa là khi người ta có nêu lên đây vách liên thất chia cho thành sau bằng dày, chứng tỏ là gì? Vách liên thất và thành sau phải sắp xỉ nhau, nếu chia cho nhau thì nó sẽ sắp xỉ là một. Các bạn sẽ có cái công thức để tính chức năng tâm thu của thất trái, mai mốt sẽ có hẳn một cái bài đó. Nhưng mà thường là các bạn không cần cộng trừ nhân chia đâu, tại vì trên máy nó làm hết cho mình rồi. Khi các bạn đo được những cái thông số của thì tâm thu và thì tâm trương, mình đánh giá dày và giãn là dùng vô cái thì tâm trương. Nhưng bắt buộc các bạn vẫn phải đo tiếp một cái cột thông số của thì tâm thu. Mục đích để làm gì? Từ đó máy nó mới tính ra được cái chức năng. Tức là những khác biệt của các cái giữa thì tâm trương và thì tâm thu thì nó sẽ thể hiện cái chức năng tâm thu của các cái bằng hai con số FS và ES. Thì bình thường ES là FS sắp xỉ phân nửa của ES. Cái đó là cái cách để các bạn dễ nhớ nha. Đây là ES là con số quá phổ biến rồi, khi đó tới suy tiêu trong các bài học hay trong các nghiên cứu, các báo cáo thì các bạn được thấy họ quan tâm tới ES. Thì nếu mà nó trên 70% bình thường chăng, không khoảng nha. Các bạn sẽ thắc mắc là nếu dưới mức này thì mình gọi là suy tim, nhưng nếu trên mức này thì có cần phải biết không? Nó cũng không bình thường. Trên mức đó là coi chừng có tình trạng tăng động tuần hoàn đó. Do đó yêu cầu là nó khoảng từ 60-70%. FS khỏi cần nhớ, nó sắp xỉ phân nửa của ES. Còn SV tức là cái stroke volume, thì cái này các bạn cũng sẽ có cái công thức. Tất cả những yếu tố này đều là nói thông số để đánh giá chức năng tâm thu thất trái. RTDK này là viết tắt của cái tỷ lệ độ dày thành, tức là hai lần kích thước của cái thành sau mà chia cho cái lòng của thất trái. Nếu mà nó từ phân nửa trở lên thì các bạn biết là nó lên là có dày thất trái. Nhắc lại ha, nếu mà kích thước hai lần kích thước của thành sau mà chia cho cái lòng của thất trái mà nó từ phân nửa trở lên, 0,5 trở lên, thì chứng tỏ là có dày thất trái và đặc biệt nó là dày thành sau. Những cái thông số này khá nhiều, do đó hôm trước ngay từ buổi đầu đã có nhắc các bạn là ở cuối mỗi bài thì phải chịu khó đạt vào bộ nhớ ngay nha, và phải học liền. Như vậy thì bây giờ nhìn ôn qua cái hình bên đây, phía trên này cũng là 2D, phía dưới này là TN, và đều là trục dọc cảnh ức. Rồi các bạn thấy cây thước ở đây chỗ này, cái nhánh này là vuông góc vách liên thất, rồi đi ngay sau chỗ mở ba nai lá thì mình hiểu là họ muốn đo ngang thất trái. Đây, nhưng mà khi nhìn vào cái hình bên đây, các bạn có nhận diện được cái gì bất thường không? Tầng này đây thất phải, rồi cái vách này thể hiện đây là vách liên thất, rồi cái hốc ngang này đây là lòng thất trái, và cái phần đen đen trắng dưới này đây nè đó là thành sau. Thì các bạn nhận diện có gì bất thường về hình ảnh thôi, chưa nói tới các số đo. Một giây cho các bạn suy nghĩ nè, các bạn có thấy hình ảnh này có gì bất thường không? Các bạn nào thì phát biểu thì mở mic nhìn nha.
Cô là em thấy cái này nó giống như là giãn thất thái ạ. À, rồi ý kiến thứ nhất chính xác. Bạn còn nhận xét gì nữa không Duy? Cô em thấy là cái sự thay đổi thể tích của thất trái tâm thu của tâm trương nó không thay đổi nhiều ạ. À. Có vẻ là suy thất suy suy tim ạ. À. Quyên nói đúng đó. À, cái sự thay đổi không thay đổi nhiều của em nói là nó thể hiện qua đây nè. Không giận sống nhiều, tất nhiên thất không giận sống nhiều, thành sao cũng không giận sống nhiều. Mình đối chiếu lại cái hình hôm trước đây nè các bạn, đó nó bung ra và nó nhắc lại tâm thu tâm trương thay đổi rất rõ. Và với hình bên đây Quyên đã nói đúng, gần như đi đường thẳng, cái này người ta gọi là giảm động. Mai mốt các bạn sẽ có cái bài học về rối loạn vận động vùng tiêu chuẩn để gọi là giảm động hay là vô động, và đây không thấy rõ thể hiện từ tâm thu tâm trương, nó hơi nhấp 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 vậy thôi. Thì đây là một thể hiện của suy chức năng tâm thu thất cái. Một bức thường khác, các bạn có nhận diện được cái này không? Hồi nãy mình có nói ha, đường chính là mặt chủ và nhị cái và sắp xỉ nhau. Ở đây các bạn thấy có gì thay đổi? À, nhấn mạnh như này tại vì mình cứ nhìn vô, à thấy cây thước đâu qua đây thì mình chỉ quan tâm tới vùng này. Các bạn phải có cái nhìn tổng thể. À, đây là nhĩ trái giãn to hơn động mạch chủ tại đó, và những cái con số để mà nói lên thất trái đây các bạn sẽ thấy s s s, đó là thì tâm tu không quan tâm tới. Các bạn chỉ ngó vô cái thì tâm trương đây. À, thành sao vẫn 6 ly, à, lòng là 66 cm. Điều này chứng tỏ là gì? Thất trái giãn 66 cm, 66 mm, trong khi của mình là tiêu chuẩn là lấy 55 là đã bình thường, trên mức đó là giãn. Như vậy đây các bạn thấy rõ là có giãn lòng thất trái, không thay đổi nhiều về cái biên độ co bóp giữa thì tâm thu tâm trương, thể hiện bên giảm chức năng tâm thu. Và các bạn sẽ ngó qua cái con số ES đây, xuống còn có 17% này, giảm rất rõ. Và FS hồi nãy nó sắp xỉ phân nửa ES, đây các bạn thấy còn 8%. Bây giờ khi xoay trục ngang, à, các bạn có thể nhận diện được đây là trục ngang, nhưng mà ngang cái vùng nào không nè? Định danh mặt cắt. Chúng ta sẽ vừa học bài mới và vừa về test bài cũ, thì với những cái hình này có chú thích rồi các bạn có thể mở mic và định danh nhìn tôi mặt cắt này là sao nè. Này là trục ngang cạnh ức ngang van động mạch chủ không? À, cái đúng thứ nhất là ngang cạnh ức, để thì mình thấy có cái khối tròn đây, thì khối tròn đây là thất trái và cái ức ở phía trên này là thất phải. Nhưng mà các bạn thấy hình miệng cá, nếu mà ngang van mạch chủ thì hôm trước có nhắc là phải thấy hình chữ y hệt, còn đây các bạn thấy hình cái môi trên và hình môi dưới. Như vậy đây là ngang van hai lá, và người ta ký hiệu cái chữ am là lá trước, và đây là anterior, còn b là posterior là lá sau. Có cái bất thường gì trên hình ảnh này không các bạn? Có bạn nào nhận diện được bất thường không? Chỗ này mình thấy cái trước và lá sau mở rất to đấy, đây là cái chứng tỏ là không có hẹp rồi đó. Nhưng mà có một bất thường khác mà trong cái bài lý thuyết hôm trước có đề cập. Là cái vách liên thất đó cô, em có cảm giác cái vách liên thất nó cong ngược. Thạc sĩ Huy nói đúng chỗ này. À, từng nhiều lần nhắc các bạn từ 9 giờ tới 12 giờ nó không có bung, các bạn thấy nó bị móp vô đây cái khoảng này nè, bung tròn rất là đẹp, nhưng tới chỗ này ra nó dẹt, nó móp vô. Hai tình huống xảy ra, một là do thiếu máu cơ tim của vùng này, thường là do cái nhánh động mạch vành nhánh xuống trước trái, hoặc cái thứ hai coi chừng do tăng áp của thất phải, căn bệnh lý tăng áp phổi nó dội xuống thất phải, tăng áp thất phải nó ép vào trong vách liên thất, thành ra vách liên thất nó sẽ bị móp. Và hai cái tình huống này các bạn sẽ gặp rất là phổ biến ở trên lâm sàng. À, cũng là ở mặt cái cạnh lớp đó, nhưng mà ngoài thấy cái lõi đó là mặt chủ giữa, bây giờ ta nghiêng qua bên trái chút xíu thì các bạn sẽ thấy được cái hình này hôm trước hát rồi,
động mạch phổi xuống bên kia hai nhánh là phổi phải và phổi trái. Thì các bạn sẽ đo cái vòng van của động mạch phổi là ngay cái sau chỗ hai cái lá van này đó, thì mình sẽ đo cái vòng van hay là cái thân của động mạch phổi, và kích thước thì đây là con số là 20. Kính của vòng, kính của vòng van động mạch phổi là khoảng 20 mm. Cái hình người ta sẽ chú thích rõ qua bên đây hơn. Đây các bạn thấy cái lõi của động mạch chủ ở giữa, rồi dưới này có một đường cắt ngang giữa hai nhĩ. À, bên đây là hai bên của động mạch chủ luôn luôn là sẽ có cái van ba lá bên đây và van động mạch phổi bên đây. Thì cái hình này á, phía bên đây sẽ là van ba lá và chỗ này đây là PV. Và các bạn thấy có mấy cái lá trắng trắng á, đó là van động mạch phổi. Thì khi mà các bạn để cái thước vô đây á, thì cái dòng máu nó sẽ bơm từ cổ từ từ tia thấp phải xuống phổi, dòng máu sẽ đi xuống đây. Do đó các bạn sẽ ghi được cái phổi là phổi đi xuống, chiều dòng máu đi xuống, thành ra phổi đi xuống. Như vậy có những cái thông số mà mình cần biết. Thứ nhất là đo đường kính vòng van động mạch phổi, thì đây là khoảng 20 mm. Cái thông số thứ hai là khi cho mở Doppler thì các bạn sẽ đo cái ejection time, tức là thời gian phun máu, thời gian mà phun máu từ ở trên tim phải xuống động mạch phổi. Đây các bạn sẽ đo, hôm trước có nhắc rồi, cái trục ngang này là đo thời gian tính bằng đơn vị mili giây, ejection time, thời gian phun, là phun máu lâu hay phun máu chậm. Các bạn hình dung ví dụ như nhẹ van động mạch phổi, thời gian này nó sẽ kéo dài. À, một cái thông số nữa đó là các bạn sẽ đo là quặng tắc, tức là từ trên cái đỉnh này nè, phun xuống tấm máu xuống cái này nè, quặng tắc tấm máu là mạnh hay yếu, để biết được cái dòng mạnh bơm mạnh hay yếu. Thì khi mà chúng ta vẽ cây thước đo theo cái đường chu vi thì là dùng cái chữ tiếng Anh là TPI, còn tiếng Pháp là VTI. Đó là một cái thông số thứ ba mà các bạn sẽ đo, tức là từ chân của, tức là từ khởi điểm của cái dòng máu phun cho tới đỉnh của cái dòng máu xuống, là coi cái tốc thời gian này là bao nhiêu. À, trong từng bài cụ thể thì các bạn sẽ được học tới những cái thông số này. Có một cái công thức đặc biệt mà chúng ta sẽ được nói tới rất nhiều, đó là delta B bằng 4V bình phương, tức là trên áp, B là pressure là trên áp lực, V là volume là thể tích. Thì các bạn chỉ cần đo cái vận tốc, xin lỗi, đây là velocity, vận tốc. Thì khi mà các bạn đo cái vận tốc từ đỉnh này xuống thì máy nó sẽ tính luôn cho mình ra là B, tức là trên áp bao nhiêu. Khi mà mình để cây thước vô đây, ra được cái dòng máu bơm xuống dày, các bạn để cây thước đo vô tốc độ dòng máu là bao nhiêu đây, chữ V, thì máy bấm một cái, máy nó sẽ tính ra B và thể hiện à trên áp qua van, tức là khác biệt áp lực giữa thất phải và giữa động mạch phổi là bao nhiêu. À, cái thông số này nó cần á, là tại vì khi đánh giá tất cả những cái mức độ nặng nhẹ của tổn thương ở tim thì ta sẽ dựa vô cái thông số trên áp. Và bình thường phổ động mạch phổi, các bạn nhận diện này ha, phổ động mạch phổi bình thường là có hình tam giác nhỏ, thì tốc độ tối đa, tốc độ trung bình, trên áp tối đa, trên áp trung bình, tất cả những cái này chỉ cần các bạn vẽ một cái đường chu vi TPI thôi, bấm cái là máy nó sẽ bật hiện ra những con số này cho mình hết. Và max min là tối đa hay là trung bình, thường người ta có ít quan tâm tới con số tối thiểu, và những cái vận tốc này cũng yêu cầu các bạn thuộc lòng. Những con số này là cái yêu cầu thuộc lòng. Giờ chúng tôi thường lấy móc á, tức là phổ phổi thì thường không quá 0,9, tức là vận tốc của nó đó, vận tốc của nó không quá 90 cm trên một giây. Trên cái hình này các bạn sẽ thấy người ta thả màu vô nè, thả màu vô, đây là cái lõi động mạch chủ, bên đây vùng phổi, thả màu vô, thấy có một cái dòng màu đỏ đỏ, dòng màu đỏ đỏ này mình không biết nó đi xuống hay nó đi lên. Rồi có một bạn hỏi làm sao biết nó hở hay là nó hẹp, tại vì nếu nó đi ngược từ dưới này trở lên tim phải thì đó là hở, còn nếu mà vô từ trên này nó bơm xuống qua chỗ hẹp, nó phải bơm mạnh thì nó tạo ra cái dòng màu, và không biết là đi ngược hay đi xuôi thì các bạn sẽ ngó qua cái phổ Doppler bên đây. Từ màu chúng ta ngó qua phổ Doppler, và đây là cái phổ dương, như vậy thì dòng máu từ dưới đi lên, tại vì cái đầu dò cái này mà
mà mình đã có cái nguyên tắc rồi, dòng máu đi về cũng là do thì sẽ tạo nên cổ dương. Chưa kể dòng máu đi về phía là do và nó sẽ tạo màu đỏ, đi xa màu dò thì nó sẽ tạo màu xanh. Như vậy cái hình ảnh này cho mình biết đây là cổ hở van động mạch phổi, và nó sẽ có cái hình dạng giống như vậy đó các bạn. Tới như này một ca cũng vậy. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy cái dòng màu nó phải tí xíu như này đâu, cái tí xíu như vậy các bạn gặp bất thường 100%, kể như là 100% ở người trưởng thành đều có hở van động mạch phổi sinh lý. Và đây là cái yếu tố quan trọng đó, bệnh nhân cứ cầm cái tờ siêu âm đó thắc mắc lắm, chạy kiếm các bác sĩ phải đứng là đầu ngành chuyên khoa tim mạch luôn, tại vì tôi bị hở van động mạch phổi rồi. Nhưng mà người ta không để ý có cái chữ là hở van phổi sinh lý, nó nhẹ lắm và 100% người đều có hết, thì thường khó nghi tín hiệu đầu tâm trương, tức là cái quãng đầu này nè nó sẽ mờ, các bạn thấy nó mờ, mà quãng sau nó rõ hơn. Và để làm sao biết tâm trương, các bạn phải thuộc cái yếu tố diện tích và cũng như chiều dài của cái phổi này dưới 3, nhớ con số 3 thôi, dưới 3 cm vuông và dưới 3 cm chiều dài. Cái là nó nhỏ xíu nhẹ nhàng thì thường là phổi sinh lý. Nhưng ở đây nè, các bạn thấy là nó rõ ràng rồi, nó dài hơn 3 cm rồi. Trên máy nó sẽ có những cái thước để các bạn đo chiều dài và đo diện tích. Đã hơn 3 cm mà lại có adhesin. Adhesin thảm xà cừ xanh đỏ tím vàng đây chứng tỏ là cái dòng máu này nó mạnh lắm và tốc độ rất là cao. Và khi mà các bạn để phổi đất lơ vô, các bạn thấy có đi xuống lẫn có đi lên. Như vậy đi xuống, đây là cái chiều mà nó bơm máu xuống bình thường, từ thất phải bơm máu ra động mạch phổi đi xuống, vậy đây là chiều bình thường. Lại có dòng đi lên, như vậy cái dòng đi lên này là cái dòng ngược chiều, là dòng của hở van động mạch phổi. Như vậy để định vị đó là hở hay là hẹp, và các bạn phải thuộc lại về sinh lý bệnh, tức là biết cái chiều dòng máu bình thường ở đâu. Đây là thất thải bơm xuống phổi, bơm xuống phổi thì chiều đi xuống, như vậy cái phổi đi xuống này là phổi bình thường. Và nếu mà đã bình thường mà bây giờ tự nhiên có cái đi ngược chiều lên thì đó là dòng hở phổi, máu mới đi ngược qua van động mạch phổi để trở về tim phải. Những tiêu chuẩn để hở van động mạch phổi nặng nhẹ thì các bạn sẽ có một bài thi. Tiếp nối là chúng ta sẽ khảo sát cái vùng mõm. Các bạn nhận diện được trên này 4, ở đây là vùng mõm tim, đây tách ly thấp, tách ly nhĩ, chia ra 4 vùng ở mõm. Thì người ta đang để cây kia thước qua ngang van hai lá. Và khi mà các bạn mà thấy là cây thước mà nó có hai cái sợi sọc á, hai cái đường sọc, thì thường cái đó là dùng đất lê sung. Còn nếu mà không có cái đường, hai cái đường ngang này á, thì cái đó là đất lê liên tục. Và nhìn trên cái phổi cũng vậy, nếu mà mình thấy hộp chỉ vẽ chu vi vậy thôi mà không có lông màu tô đều hết, rỗng ruột thì cũng biết đó là lớp lơ sung. Thường là đo phổi của từng van người ta hay dùng lớp lơ sung. Và nói tới van hai lá là nói tới mitral, là nói tới cái M. Một lần nữa mình cũng sẽ thấy cái phổi nó có hình chữ M, phổi van hai lá có hình chữ M với đỉnh trước là Ơ và đỉnh sau là A. Các bạn phải đo những cái thông số cái nhất đỉnh Ơ nó là bao nhiêu, đo chiều cao đỉnh A bao nhiêu, và nếu mà Ơ trên A nó lớn hơn 1 là bình thường. Nhắc như vậy tại vì sẽ có những tình huống Ơ này nó lùn bằng A, thậm chí là bây giờ Ơ nó còn thấp hơn A nữa trong rối loạn chức năng tâm trương của thất trái. Các bạn sẽ thấy chúng này là phổi âm, đó là phổi phổi, phổi chủ, tức là máu bơm ra động mạch chủ đi xuống, máu từ nhĩ trái bơm lên thất trái theo chiều đi lên. Các bạn nhìn lại nha, máu từ nhĩ trái bơm đi lên thất trái theo chiều đi lên, thành ra phổi van hai lá đi lên. Rồi từ thất trái máu sẽ bơm lên động mạch chủ đi xuống cái này, thành ra phổi đi xuống này là phổi động mạch chủ. Như vậy thì từ khi mà động mạch chủ bơm máu xong rồi chờ van động mạch chủ đóng, rồi van hai lá mở, nó sẽ có một cái khoảng thời gian, nó sẽ thời gian đó gọi là IVRT. Cái thông số này các bạn cũng cần phải thuộc, tại vì nó sẽ kéo dài hơn trên những người mà bị suy chức năng tâm trương. Sau đó tới cái thông số mà của tấm máu ở ngang nhĩ trái, khi mà nhĩ trái tấm máu xuống thêm cái lúc đầu là sẽ nó đang máu nhiều mà van hai lá vừa mở nó sẽ tấm xuống rất mạnh, các bạn sẽ thấy ba Ơ rất là mạnh. Sau đó còn một lượng máu nhỏ thì nhĩ nó sẽ phát xuống lần nữa, do đó các bạn sẽ thấy cái sóng A thấp hơn. Thì người ta sẽ đo cái thời gian từ đỉnh Ơ
cho tới cái chinh của cái dốc này, và gọi là DCA, desolation time, tức là thời gian giảm tốc thì đang 220 giây. Rồi bên cạnh cái thời gian giảm tốc đây nè, DT đã nói rồi ha, thì các bạn còn có cái thời gian gia tốc, tức là từ chân này cho tới đỉnh của sóng A xuống. Thì tất cả những cái thời gian DT và AT này có đó, lại phải chịu khó học thuộc lòng nữa nha các bạn. Rồi vận tốc của sóng Ơ, vận tốc của sóng A thì cũng có nêu lên đây luôn để phải học. Tại vì nếu nó tăng hay nó giảm, các bạn sẽ phải định lượng này là trong những tình huống gì. Trong các bài định đăng tin mình sẽ học tới. Phần này nó minh họa có lẽ rõ hơn. Đây là phổ chủ. Đây. Rồi sau khi chủ bơm máu rồi, nó đắn qua mạch chủ, chờ thời gian van hai lá mới mở ra. Thì đây là cái thời gian người ta gọi là IVRT. Ở đây. Van hai lá mở ra thì nhỉ tống máu xuống rất là nhiều. Giai toa tàu là ơ. Sau đó nó tắt lần nữa tống máu xuống. Đó là giai đoạn A. A là nhỉ to. Thì các, tất cả những cái thông số, những cái mũi tên đây để các bạn lưu ý khi mà nè. Nếu hồi nãy mình có nói tới là phổ van động mạch phổi sinh lý, thì nhắc trước một điều là những van còn lại cũng có hở van sinh lý đó. Các bạn sẽ thấy đây cũng là mặt cắt bốn mùa tại một, nhưng mà qua chỗ van hai lá này thấy có dòng màu, thì các bạn để cây thước vô dòng màu này thì các bạn sẽ thấy cái đường nó đi xuống. Bình thường máu từ nhĩ cái qua van lên thoát cái, bây giờ tự nhiên cái chiều đi ngược xuống như vậy, đi lên van hai lá đây này, thì các bạn thấy là có cái sóng Ơ và đỉnh A rồi. Bây giờ lại có một cái dòng đi ngược xuống, chứng tỏ đây là cái dòng đi ngược bình thường, chứng tỏ là máu từ thấp xuống nhỉ, máu từ thấp xuống nhỉ. Như vậy các bạn nhẩm lại đi, nó nói lên là hở van hai lá, và trong cái thì đó đáng lẽ là van hai lá nó phải đóng, bây giờ nó vẫn mở, thành ra máu từ thấp đi xuống nhỉ, tạo nên cái phổ màu âm này. Nhưng mà cái tỷ lệ của hở van hai lá sinh lý á, nó không có phải là phủ hết 100%, giống như là của phổ hở phổi. Trước khi mà thực hành lên trên bệnh nhân á, mai mốt các bạn nên thực hành trên bản thân của mình trước, hay là trên bạn bè của mình trước, thì đừng ngạc nhiên khi thấy ủa tại sao đứa nào cũng có cái hở van sinh lý hết. Quy định về cái kích thước, về dòng chiều dài cũng như là về diện tích của cái phổ dòng màu này để nói lên thế nào là họ sinh lý, thì các bạn cũng lấy móc con số 2. Nãy giờ mình nói hai nhiều nha. Ở van hai lá sinh lý thì van đó là cái phổ nó không quá 2 cm vuông, không quá dài, không quá 2 cm, hay là van hai lá dày thì nó cũng không quá 2 ly. Con số 2 này sử dụng nhiều lắm đó. Mình tiếp nối, các bạn sẽ thấy đây cũng là mặt cắt buồng mõm, ngoài hai buồng thất, hai buồng nhĩ. Bây giờ hơi ép đầu giờ xuống thành ngực bệnh nhân, các bạn thấy có một cái lõi ở giữa. Lõi giữa đây là động mạch chủ. Thì đây người ta gọi là năm buồng từ mõm. Và ở cái lõi động mạch chủ này, bây giờ ta thả màu vô, các bạn sẽ thấy có cái dòng màu màu xanh. Như vậy thì các bạn có thể cho tôi biết cái dòng này là cái dòng bình thường hay là dòng bất thường. Dòng màu xanh mà các mũi tên đang chỉ vô. Người ta chú cái TA5C tức là mặt cắt abicam, ở mõm 5 là 5 chamber, tức là 5 buồng, tức là tính hai buồng thất, hai buồng nhĩ, và cái lõi ở giữa là động mạch chủ. Thì đang có một cái dòng màu xanh, thì theo các bạn họ đã chú thích cho mình luôn là flow, tức là dòng của động mạch chủ. Nhưng mà cái dòng này là dòng bình thường từ thất trái bơm ra chủ, hay là cái dòng bất thường ở van mạch chủ, nó đi ngược từ chủ về thất trái. Các bạn nào xác định dùm không? Nhớ mở mic nha các bạn. Thưa cô, thưa em là cái dòng bình thường cô. Tại sao? Em biện luận. Dạ, thưa cô, tại vì cái này là cái hướng của cái thất trái, nó bơm ra cái động mạch chủ, chứ không phải là nó ngược. Tại vì cái ở cái tư thế này á, thì mình sẽ không thấy cái van hai lá nữa, cho nên mình không thể nào nói được cái vần. Cái này là nó trào ngược từ thất trái lên nhĩ trái, mà mình thấy được cái động mạch chủ. Như vậy cái dòng từ thất trái đi ra động mạch chủ chính là cái dòng bình thường. Dạ, xin hết. Mình sẽ kết hợp thêm cái màu xanh đó nó thạc sĩ Huy ơi. Màu xanh là xa đầu dò. Đầu dò mình trên này. Quy tắc đầu dò là ở trên cái hình cánh quạt này, đầu dò trên này.
Nếu nó màu xanh nó đi xa đầu dò như vậy, đây đây nó đi xuống đây, đó là dòng bình thường của chủ, từ thất cái bơm máu ra chủ, và em đã nói đúng. Bây giờ hoa thả lớp lơ vô, bắt đầu để lớp lơ vi xê vô, tức là có so sánh hai cái nha, tức là lớp lơ vi xê và lớp lơ sung và cái lớp lơ liên tục. Các bạn sẽ thấy lớp lơ sung là lỏng ở trong lòng và lớp lơ liên tục là tô màu đều ở trong cái lòng, thì sẽ thấy đây là cái phổ bình thường của động mạch chủ, giống với phổ động mạch phổi này nãy nhé, tức là nó hình tam giác nhọn. Nhớ nha, tại vì nếu mai mốt các bạn mà thấy tù đau và biết bất thường về nó, và người ta đo cái vận tốc, tức là để khi thước từ phần đáy này kéo xuống đỉnh thì ra vận tốc, áp dụng cái công thức MacNulty nãy và nó sẽ bằng 4V bình phương, thì sẽ ra cái trên áp là G. Và đây các bạn thấy là nó cũng bằng 4V bình phương nè, thì đo cái vận tốc đỉnh. Thường á, là nếu mà các bạn chỉ kéo từ đây xuống thẳng như này thôi thì nó sẽ ra J-bit và J-bit. Nhưng mà nếu các bạn đo chu vi, kéo một đường vẽ chu vi VTI thì nó sẽ tính luôn cả bốn cái thông số này cho chúng ta. Ở ban động mạch chủ người ta cũng đo cái thời gian tống máu ET, tức là các bạn sẽ lấy từ khởi đầu của cái phổ cho tới thời gian đi ngang qua cái đỉnh phổ, thì từ đây tới đây là ET. Nó nhanh hay nó chậm để nói lên là có hẹp hay là không của ban. Một van sinh lý nữa đó là van Ballard. Cái này lại là giống như là 100% ở người trưởng thành đều có, và để cho dễ nhớ thì các dòng màu các bạn lấy nó sắp xỉ như van hai lá đi, hai lá ba lá nó cũng sắp xỉ nhau, đó là cũng 2 cm dài và 2 cm vuông kích thước. Rồi đây các bạn sẽ thấy cái màu này, đây là buồng tim phải, thất phải, nhĩ phải, thất trái, nhĩ trái. Cái dòng màu này bây giờ các bạn sẽ định danh dùm ha, nó đang đi xuống hay đang đi lên? Dạ, cái dòng màu này thưa cô, nó thêm nó màu xanh, xanh tức là đi xa đầu dò, tức là nó sẽ đi từ tâm thất đi ngược lên, đi ngược lên tâm tâm nhĩ. Dạ, dạ. Từ thất phải lên nhĩ phải. À, nó ngược chiều bình thường, do đó đây là hở van ba lá, và cái kích thước dòng màu này rất là ớt, do đó đây là hở van ba lá sinh lý. Nó khác hẳn với cái này, các bạn thấy rất là mập, diện tích rất là to và nó trở thành aliasing, tức là nói lên cái tốc độ rất là cao, một dòng màu tốc độ cao mà có aliasing, và đó là hở van ba lá nặng. Chúng ta sẽ có một số những cái chỉ số bình thường. Và cũng lưu ý với các bạn là các thông số này có thể thay đổi theo tác giả, theo tạng người, và cũng lần nữa nhắc lại chủ với nhĩ không quá 40 mm, chủ và nhĩ trái kích thước sắp xỉ nhau, thất phải không quá 30 mm, còn vách liên thất á, thì chúng ta chỉ quan tâm tới cái thì tâm trương, thì cái vách liên ở đây tác giả này lấy 12, nhưng mà với người Việt Nam chúng ta đó thì tính 11 thôi. Vách liên thất và thành sao thất trái thì không có 11. Lòng thất trái ở đây người ta lấy 56, nhưng mà chúng ta thì người Việt Nam lấy 55. ES thì tôi nhớ bằng sắp xỉ hơn nữa ES. Đây là AVO, tức là đường kính mở van mạch chủ. Hồi nãy có nhắc các bạn rồi, van mạch chủ nó mở hơn nửa thôi. Van, nếu mà van mạch chủ là 40 thì mở van là khoảng 20 mm. Những cái tỷ lệ này nãy ta có đề cập, nhưng bây giờ muốn nhắc tới chỗ này. Nhìn sơ bộ vô, chưa cần đo hai thất, mà các bạn chỉ cần ước lượng tỷ lệ thất phải thường là không quá 1/3 kích thước thất trái, với điều kiện là mặt cắt 4 buồng tại mõm. Nhìn luôn luôn là không quá 1/3. Nếu nó hơn cái tỷ lệ đó rồi là coi chừng có lớn thất trái. Đánh giá để giãn vòng van hai lá thì chúng ta cũng nên dựa vô cái con số tỷ lệ này, tức là chiều dài của chiều ngang của vòng van chia cho chiều dài của lá trước thì nó sẽ hơn 1,3. Tiếp nối thì đây là những con số của TEM. Còn bây giờ khi thả phổ đất lên vô thì các bạn sẽ thấy ồ, hồi tâm trương, hồi tâm khu nó rối quá. Mình bình tĩnh, mình nghĩ lại ha. Van hai lá mở để máu bơm qua van hai lá là trong thì nào các bạn? Máu bơm qua van hai lá, bơm qua van ba lá là trong thì tâm trương. Do đó chỉ cần nó phổ hai lá ba lá là đương hiểu là cái gì tâm trương. Máu mà mới bơm qua động mạch phổi hay bơm qua động mạch chủ, rồi sinh lý mình nhớ lại bơm trong gì tâm thu,
Do đó các bạn cũng khỏi cần nói cái chữ tâm thu này nữa. Chỉ cần nói khổ hai lá ba lá, khổ chủ là khổ khỏi là ta đương nhiên phải hiểu nó trong thiền nào. Ờ, đây là cái những con số mà các bạn phải thuộc nhớ hàng trên thôi. Những cái hàng trong ngoặc là số tối đa tối thiểu. Tôi nhớ mệt lắm, các bạn chỉ cần nhớ hàng trên là không quá bao nhiêu. Còn số trẻ em nữa thì thôi, cái này nó càng phức tạp nữa. Thường là nó sẽ hiệu chỉnh theo diện tích da của trẻ em. Và đây là mới là các chỉ số của người Việt Nam á. Thì có thể là trong thời gian đầu các bạn chưa học kịp, thì các bạn cứ phải kè kè những cái bảng thông số này khi đi thực hành ở trên lâm sàng ở từng vùng hết. Tức là hồi nãy bên hai lá, ba lá, động mạch chủ hay là động mạch phổi. Rồi và tới kích thước của đo các vùng tim, từng vùng tim. Và bây giờ á, thì chúng ta sẽ tiếp nối với một cái bài thứ hai, đó là những cái hình ảnh mà gọi là giả bệnh lý. Trên siêu âm tim hồi nãy giờ mình thấy rằng là hình chuẩn rồi mà, để gọi là bình thường. Nhưng mà có những cái hình nó nhìn vô các bạn, các đồng nghiệp ở các tuyến trước á, đọc là u, đọc là dị tật gì lung tung hết. Nhưng mà tới khi lên kiểm tra lại thì các vấn đề là những cái hình ảnh một man vơ văng, tức là những biến thể của bình thường, giả bệnh thôi chứ nó không phải là bệnh. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát tới nhĩ phải. À mà quên nữa, các bạn có cần nghỉ giải lao không vậy? Hay là vẫn đủ minh mẫn nhưng mà mình theo tiếp tục phần này? Dạ theo luôn đi cô ơi. Dạ, cảm ơn thầy sĩ Huy. Chúng ta sẽ coi phần nhĩ phải nè. Các bạn sẽ thấy cũng là bốn nguồn ở tại mõm. Nhưng mà trong nhĩ phải bây giờ nó lại có một cái vách ngăn ra, một cái sợi như đây. Và cái tình huống này người ta hay gọi là tim ba buồng nhĩ, co-triatum. Co-triatum nè, tim ba buồng nhĩ. Thì cái này á, nó là một cái dị tật bẩm sinh. Do cái chỗ này là cái van Eustace, tức là cái di tích của phôi thai, cái chỗ nối của tĩnh mạch chủ dưới mà nó đổ vô nhĩ phải á. Và phôi thai nó có cái navan, tức là có cái cửa ngõ đó. Bây giờ tới khi mình trưởng thành rồi nó cũng không có chịu tiêu đi, và nó cứ còn đó, nó tạo thành một cái màng, một cái vách ngăn giữa hai cái buồng nhĩ phải, làm thành hai ngăn. Và trên hồi xưa đã từng có thời là có cái bác sĩ là đây là tim ba buồng nhĩ, chẳng qua nó là đây là cái van Eustache ngăn giữa tĩnh mạch chủ dưới đổ vô nhĩ phải, di tích của phôi thai còn lại. Và cũng vậy thôi, mà bây giờ mình lấy ra cái mặt khác khác nữa trên một bệnh nhân khác nữa, tại vì nó thể hiện nhiều kiểu lắm các bạn. Nãy thì thấy là nó bắt ngang thẳng, còn bây giờ không, nó chỉ là một cái lá phất phơ nửa rồi, nó chỉ nửa chừng vậy thôi các bạn ha, tức là nó không ngăn thẳng cái nhĩ phải. Hoặc là một cái trường hợp nhẹ hơn nữa, nó chỉ là một cái gờ, tức là trên nguyên cái thành nhĩ phải tự nhiên nó chỉ hơi nhú ra một cái gai chỗ này thôi, thì nó cũng là cái van Eustache. Và đây là trên cái siêu âm qua thực quản, thì ở cái chỗ mà tĩnh mạch chủ dưới đổ như nhĩ phải này, đây thấy một cái lá bất cơ chỗ này, thì cũng là van Eustache. Bên cạnh đó, bây giờ không phải thấy cái lá nữa, không thấy cái sợi bất cơ nữa, các bạn thấy một cái khối. Có một cái khối này ta gọi là crista terminalis, thì tôi vẫn đây tiếng Anh, nó là tại vì ở tiếng Việt mình chưa có dịch. Thành ra là các bạn sẽ thấy các bác sĩ trên siêu âm họ cũng dùng nguyên cái từ này thôi. Nó là cấu trúc của nó không phải cái sợi giống như nãy, là tới vì nó là có cái thành phần cơ, vừa sợi vừa cơ ở trong đó. Nó ở cái chỗ mà xoan tĩnh mạch đổ vô nhĩ phải, lại cũng là di tích của bào thai. Các bạn sẽ thấy nó ở cạnh bên hông của nhĩ phải, có một cái khối. Đấy là nhìn vô các bạn đừng nói là cục cái khối hay là u nhầy vân vân. Một vấn đề khác, bây giờ tới là lưới Chiari. Cái lưới Chiari này thì nó cũng là di tích của phôi thai, cũng ở cái chỗ mà tĩnh mạch chủ dưới đổ vô. Các bạn sẽ thấy đây có cái mạng giống như một cái mạng lưới á, chằng chịt ở trong cái phần của tâm nhĩ phải này. Bên đây cũng một cái dạng khác, lại thấy là có cái lưới nó chằng chịt, thì cái đó gọi là lưới Chiari, thì cũng giống là một cái di tích của bào thai tâm nhĩ phải. Bây giờ tới nhĩ trái. Ở nhĩ trái á, thì dưới này là tháp trái nè, đây nhĩ trái các bạn bình tĩnh định thần. Lá van hai lá, đây là lá trước, đây là sau van hai lá, nó nối xuống những cái gân để nối xuống cột cơ dưới này. Nhưng mà trong cái nhĩ trái bây giờ á,
các bạn lại thấy có một cái sợi bắt ngang, đài nhĩ đáy đi từ đây xuống đây. Tự nhiên bây giờ có một cái sợi bắt ngang này, giống như hồi nãy bên nhĩ phải nó có cái sợi bắt ngang là tim ba bùn nhĩ ấy. Bây giờ là cái sợi bắt ngang bên trái, và người ta có cái tên là Coumadin Bridge. Không biết là các bạn có hình tượng gì về cái chữ Coumadin này không nè, quan trọng lắm đó. Coumadin này có gợi ý các bạn tới vấn đề gì không? Nếu mà không biết các bạn ơi. Chống đông hả cô? Đúng rồi mấy em. Tại vì một thời người ta đã nghĩ đây là các sợi tơ huyết, thế là họ phải dùng thuốc chống đông cho người bệnh. Nhưng mà sau này thì không phải nữa, không phải là tiền đề của huyết khối và không dùng nữa đâu. Nhưng nó đã trở thành lịch sử nên nó có tên là Coumadin Bridge. Thì này, cái này là không phải điều trị, tại vì nó không phải là huyết khối. Coumadin Bridge đó, tức là ngoài cái dây mà nó đi xẹt ngang qua hết bích giống như nãy, thì bây giờ nó chỉ là cái lá, một cái lá mỏng phất cái thành sau của nhĩ trái thôi, cũng thấy được đây là một cái dạng của Coumadin Bridge. Nó chỗ nối của tĩnh mạch phổi, chỗ vô nhĩ trái. Phía bên đây cũng vậy, bây giờ là ở bốn buồng tai mõm. Bên đây là các bạn thấy dọc cạnh ức ha, còn bên đây bốn buồng tai mõm, hai buồng thất, hai buồng nhĩ. Thì đây cũng chỗ mà tĩnh mạch phổi đổ vô nhĩ trái, thì lại thấy cái lá nó phất phơ phất phơ, thì đây cũng là Coumadin Bridge. Bên cạnh đó các bạn có nhận diện được mặt cắt nào không nè? Phần này mặt cắt nào? Dạ mặt cắt dọc cạnh ức cơ. Hoàn toàn chính xác. Và bây giờ các bạn thấy ở phía sau của nhĩ trái á, phía sau nhĩ trái có hai cái hốc tròn. Hôm qua tôi có nhắc các bạn chỗ này là động mạch chủ xuống bị cắt ngang, còn cái hốc tròn này là cái eo giữa thất trái và giữa nhĩ trái. Còn cái hốc tròn mà ngay cái eo giữa nhĩ và thất trái đó là xoang vành, và do đây là nó to quá nó giãn thành ra các bạn mới thấy được. Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái tim này nè, mặt sau lưng cái tim, đây là mặt sau lưng cái tim, thì đây là xoang tĩnh mạch vành, nó đi trên cái rãnh giữa tầng nhĩ và giữa tầng thất trái. Và bây giờ khi nào mà nó cái rãnh này mà nó to quá đó, thì các bạn sẽ thấy được đây nó nằm ngay cái eo giữa tâm thất và giữa tâm nhĩ, thì đây là gọi là giãn xoang vành. Một bất thường khác chúng ta sẽ khảo sát đó là trên cái bách liên nhĩ. Đây là nhĩ phải, đây là nhĩ trái. Cái bách liên nhĩ đáng lẽ đây là một cái bách mỏng, một cái màng mỏng quá quan thôi. Tự nhiên bây giờ các bạn thấy thì đại lên đây, thì đại hai đầu, ở giữa mới là cái màng mỏng. Thì đây chỉ là thì đại dạng mở. Và đừng đọc là thì đại bách liên nhĩ nha, mà cái đó vẫn là hình ảnh bình thường, nó do cái tổ chức mở nhiều quá thôi. Trong cái xoang vành hồi nãy cũng trở lại chỗ này với các bạn. Khi mà các bạn lấy mặt cắt bốn buồng từ mõm, đây là mặt cắt bốn buồng từ mõm, mà cầm đầu dò đứng lên quá, thì các bạn sẽ thấy cái nhĩ trái nó teo còn tí xíu à, nhĩ trái teo còn tí xíu, và sẽ thấy có một cái đường bắt ngang là cái xoang xoang vành mà nãy chúng ta thấy mà tôi nói là sau lưng đó. Và đưa ra cái này tại vì sao các bạn rất dễ làm, nói cái này là thông liên nhĩ. Nhìn như đây các bạn thấy bách liên nhĩ nó bị huyết nữa này, đây bách liên nhĩ huyết là các bạn đọc thông liên nhĩ, thì cái đó là một cái sai cơ bản khi đọc trên xung tim. Chẳng qua là do mình đã cầm thì giờ nó đứng quá, thành ra nó tiêu mất tiêu luôn, không thấy cái hình của nhĩ trái nó teo còn tí xíu ở đây à. Bây giờ tới một cái bất thường ở thất trái, đây thất phải, thất trái, nhĩ phải, nhĩ trái, và trong thất chỗ này là bên hai lá rồi nghe người. Ở dưới mõm của thất trái đây các bạn này thấy có một cái sợi đi ngang ha, thì đây là các dải sợi này cũng là bình thường. Rồi dưới này về ở vùng mõm thất trái này á, thì các bạn này thấy đây là một cái khối phình lên, đây là khối cơ, mình sẽ dễ làm với lại huyết khối vùng mõm thất trái. Gặp nhiều lắm á, các bệnh nhân mà bệnh cơ tim tỳ đại hay là bệnh nhân nhồi máu cơ tim vùng mõm, ở cái chỗ này á, nó bất động nó vô động và nó dễ tạo cục huyết khối. Các bạn sẽ hay gọi là huyết khối đấy, nhưng mà coi chừng phân biệt nó chỉ là cái dải cơ bình thường, và cái dải cơ nó có thể là đi ngang hoặc là đi dọc, đi dọc giống như vậy nè, ở dưới lòng thất trái. Tiếp nối với một cái hình ảnh giả bệnh lý khác ở van mạch chủ, cái này thường thấy ở người cao tuổi các bạn. Đây là bây giờ cái lá van mạch chủ các bạn thấy chằng chịt lưới lung tung lên hết, và trên cái mặt cắt cạnh nước cột dọc của chúng ta
lá vành phải, lá không vành và lá vành trái. Thấy nó không phải là một cái đường, đáng lẽ bình thường nó là một đường mịn trơn láng giống như của bàn tay lái đi, bây giờ thấy nó lăng nhăng ở chỗ này thì người ta sẽ gọi là lumbar depressions. Thì đây khi mà phẫu thuật ra đó thì mình thấy này này, ba lá van của nó không có phải xinh xắn giống như là thường mà chúng ta thấy. Cái này thường là gặp do thoái hóa ba ở người cao tuổi. Tiếp nối với một cái phần ảnh ở thắt phải, bên thắt phải á, ở cái mõm thắt phải các bạn hay thấy chằng chịt dạng lưới, rồi người ta gọi là model turban. Và trên phẫu thuật á thì các bạn thấy đây này, đó là lưới chằng chịt ở trong các khối cơ của thắt phải, thì đây cũng là hình ảnh bình thường. Các model turban đó á, nó có thể là tạo ra một lưới ngang ở vùng mõm, có thể là tạo thành một lưới dọc ở cái thành của thắt phải, hay là tạo thành một cái dạng chằng chịt đan xen lẫn nhau, nhiều dạng lắm, đây là modulator band. Và còn một phần nữa đó là màng ngoài tim, cũng là mặt cắt cạnh đứt trục dọc. Nhưng bây giờ các bạn lưu ý phía trước của thắt phải có một cái sợi đen, rồi cái này, và cũng ở bên đây cũng vậy, cũng có một cái mảng đen, thì cái này người ta hay gọi là echo free. Và nếu mà nó đen quyền hết á thì cái đó là tràn dịch màng tim đó. Nhưng mà mình lưu ý nha, nếu nó còn chấm 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 vậy nè, nếu cái này giữa này hai cái này các bạn so với nhau đi, cái này nó có chấm 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 chấm, có những cái tổng độ echo trong đó, thành ra nó là mở màng tim là bình thường. Còn bên đây nếu mà nó đen quyền trong suốt hết thì đây là tràn dịch màng ngoài tim. Và chúng ta cũng phân biệt, tức là tràn dịch màng tim á thì ngoài thành trước nó còn có xuống thành sau. Đây nó xuống thành sau và nó đen tuyền. Đen tuyền là tại vì nó chứa dịch ở trong đó. Đây là khối cơ thắt cái nè, và đây chính là tràn dịch màng tim. Hơn nữa một cái cách phân biệt là nếu mà là các bạn sẽ thấy cái độ di động, nếu mà là lớp mở màng tim thì cái độ di động của cái lớp thượng tâm cơ và cái lớp màng ngoài tim nó ít. Còn trong trường hợp này các bạn sẽ thấy nó lúc lắc di động rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp nối với một số các hình ảnh video. Hôm nay cho các bạn coi hình chết ngoài hình nên nó thiếu sinh động. Bây giờ trên cái hình này, các bạn có nhận diện được gì bất thường thì phát biểu nha. Luôn luôn mình sẽ nói mặt cắt gì trước, rồi cái thứ hai là bất thường ở chỗ nào. Mời các bạn. Dạ thưa cô, cái hình bên trái là mặt cắt cạnh ức trục dọc, cái hình bên phải là mặt cắt ngang cạnh ức, ngang ngang va hai lá. Rồi ở mặt cắt này có gì lạ không em, hình ảnh này có gì bất thường không? Dạ thưa cô, em thấy là cái hình bất thường là cái van đó cô, cái van van động mạch chủ đó cô, có vẻ là nó không được mở hoàn toàn. Chính xác. Có bạn nào phát hiện gì thêm bất thường nữa không? Hồi nãy mình có nói tới là kích thước của động mạch chủ thường xấp xỉ nhĩ trái đó, thì các bạn thấy là nhĩ trái lớn hơn động mạch chủ rồi. Cái thứ hai đúng là van mạch chủ không mở ra được hết. Thấy như vậy là các bạn phải cảnh giác coi chừng có hẹp van động mạch chủ. Và bây giờ thế là ta xoay mặt cắt ngang. Xoay mặt cắt ngang thì có một điểm là phải điều chỉnh lại của thạc sĩ Huy. Đây là ngang van động mạch chủ đó, tại vì nó là cái hốc tròn. Phía bên đây là van ba lá, phía bên đây là van động mạch phổi. Hốc tròn này cho thấy là van mạch chủ không có hình chữ Y. Và các bạn quan tâm đi, mở bung ra bên đây một cánh, mở bung bên đây một cánh. Đây là dị vật bẩm sinh van động mạch chủ chỉ có hai lá. Và khi mặt cắt để mà nhận diện nó là mặt cắt ngang cạnh ức, ngang van động mạch chủ. Tại vì mai mốt người ta sẽ hỏi các bạn là những cái mặt cắt nào để khảo sát bất thường van động mạch chủ ha, thì cái mặt cắt dọc này chỉ gợi ý rồi. Nhưng mà mặt cắt ngang này mới giúp chúng ta nhận diện rõ. Các bạn sẽ thấy đây là van động mạch chủ hai lá, một lá nó mở về phía bên đây, một lá nó mở ép về phía bên đây. Và khi có vậy rồi á, thì các bạn phải thả màu vô, tại vì nó có thể hẹp hoặc là hở van động mạch chủ. Và cái dị tật bẩm sinh van động mạch chủ hai lá này thì thường nó có tính di truyền. Do đó nếu mà phát hiện một người có đó thì nên đề nghị F1, F2 ra cùng làm siêu âm đi.
cũng ra đó, nhưng mà bây giờ người ta xuống cái mặt cắt ở mỏm. Cái này là năm mùa nè các bạn, 1, 2, 3, 4 ở giữa là chủ, thì các bạn cũng chỉ thấy nó đóng mở vậy thôi, đóng nhận diện được là mấy lá van. Nhưng mà hồi nãy tôi mới nói là luôn luôn phải thả màu vô. Đây các bạn thả màu vô rồi thì các bạn sẽ thấy ha, cái lúc mà bơm lên có alaxin, cái lúc bơm xuống cũng có alaxin, thì cái này là tốc độ nó rất là cao. Thì lúc mà mình để đất lơ vô, các bạn có thể thấy là hở hoặc là hẹp của van mạch chủ. Đó là cái điều tôi muốn nhấn mạnh ha. Khi có dị tật bẩm sinh của van mạch chủ thì luôn luôn phải tìm coi nó có thể gây hở hoặc là hẹp. Bất thường gì các bạn à? Có phát hiện bất thường gì không các bạn? Dạ thưa cô, đầu tiên em thấy là cái đường kính của động mạch chủ nó lớn hơn đường kính nhĩ trái cô. Thứ hai là cái van động mạch chủ nó có vẻ là nó không có phải là như hai cái lá bình thường mà nó thêm hai cái lá phụ phía trên. Còn nữa? Bây giờ thạc sĩ Huy đã rút kinh nghiệm được rồi đó. Tức là quan sát cái tương ứng giữa chủ và nhĩ trái thì chủ lớn hơn. Cái thứ hai, đây là một lá này, hai lá và đây hai lá, nên đây là dị tật bẩm sinh bốn lá van động mạch chủ. Rồi một cái vấn đề thứ ba, van hai lá này dày không các bạn? Van hai lá dày không? Khi mà nó mở ra rồi các bạn thấy nó vẫn thành một cái chùy, vẫn thành một khối mà nó đâu còn mảnh hai ly nữa. Dày van hai lá. Cái vấn đề thứ tư, chỗ này các bạn thấy có một cái hốc không? Nhĩ trái nó không đi đi thông suốt hết, chỗ này nó có một cái hốc. À, đây là tiểu nhĩ trái, tiểu nhĩ trái. Vấn đề thứ năm, các bạn thấy có một cái hốc ở đây đúng không? Ở phía sau của nhĩ trái và ngay cái eo giữa thất trái với nhĩ trái có một cái hốc này nữa, vậy là gì nè? Định danh. Dạ, xoang vành cô ơi, xoang vành nãy cô nói. Đúng rồi, giãn xoang vành chỗ này, còn cái hốc bên đây là động mạch chủ xuống. Rồi, bây giờ thả màu vô, cũng ra đó đó, thả màu vô. Rồi các bạn mô tả theo bất thường gì mình nghĩ tới. À, các bạn lưu ý nha, cửa sổ màu, nhớ là cửa sổ màu đừng mở rộng quá 1/3 hay là 1/2 của cửa sổ trắng đen. Cửa sổ trắng đen bên đây, cửa sổ màu đây, đừng nên quá 1/2 thì chúng ta thấy màu mới rõ. Rồi bây giờ thả màu vô, cũng cái ca mà 4 van á, 4 lá van là mạch chủ á, các bạn thấy cái gì lạ không nè? Dạ thưa cô, em thấy nó phục ngược từ cái động mạch chủ vào thất trái của aliasing cô. Cái này em nghĩ là hở cô ơi. Chính xác thứ nhất. Còn gì khác? Dạ, cái van hai lá nữa cô. Van hai lá thì em thấy là nó cũng phục ngược từ nhĩ trái về thất trái cô, có aliasing nữa. Nên em nghĩ là cái này có hở van hai lá luôn cô ơi. Hoàn toàn chính xác rồi đó. Tại mục tiêu của tôi là làm sao cho sao mỗi buổi học là các bạn thuộc luôn. Mời các bạn đọc kết quả. Dạ thưa cô, cái này em thấy là nó có cái van hai lá nó có dày, dày van hai lá nè. Thứ hai là cái đầu van hai lá nó có một cái khối nó lùi xùi, em nghĩ là cái xùi gì đó của van hai lá. Còn gì nữa không em? Đây là hình ảnh mà người ta sẽ hay gọi là van hai lá dày. Cái thứ hai là lá trước phình đầu gối. Các em hình dung đi, khi mà nó mở ra đó, nó sẽ tạo nên theo phẩy thì phẩy, tại vì chỗ này dày nè, mở ra nó sẽ tạo nên hình phình đầu gối. Rồi hai lá sau cử động cùng chiều hôm này nha. Các bạn nhìn đi, khi cái lá trước mở về phía trước thì nó kéo giật cái lá sau cũng về phía trước luôn. Đáng lẽ nó mở ngược chiều nhau, nhưng mà khi cái lá trước mở về phía bên này thì cái lá sau cũng kéo về theo, là cử động cùng chiều. Lá trước phình đầu gối và lá sau di động kém.
Các bạn thấy cái lá trước có phơ rất nhiều mà lá sau nó bị đờ luôn, nó đông di động bao nhiêu, và đó là cái điển hình mà người ta hay mô tả trong trường hợp hẹp van hai lá. Các bạn nhìn cái khe mở đi, không mở được nhiều ha, cho nên là hẹp van hai lá tức là van hai lá dày. Rồi các bạn sẽ thấy cái đậm độ của nó đây, là nếu mà nó có nó trắng nhiều hơn so với những tổ chức còn lại, người ta gọi là sơ hóa. Khi nào mà nó có hắt một cái bóng đen xuống thì ta gọi là vô hóa. Như vậy thì đây cả hai lá, lá trước lá sau đều van hai lá dày sơ hóa, cử động cùng chiều, lá trước bình đầu gối, lá sau di động kém. Đây là điển hình của hình ảnh hẹp van hai lá. Và khi mà như vậy thì chúng ta lại thấy kích thước của nhĩ trái ở đây có lớn hơn mình mạch chủ. Hẹp van hai lá nè, nhĩ trái sẽ giãn hơn mình mạch chủ. Bây giờ lá van nằm mạch chủ nè, các bạn quên rồi, có gì lạ? Thấy ba lá rõ lắm đó, đóng mở là ba lá, lá vành phải, lá không vành và đây lá vành trái. Nhưng mà nó dày, dày van động mạch chủ. Hồi nãy mình có nói trên cái hình giả bệnh lý phân biệt với là Lengvall expression. Nhưng mà tuy nhiên đây nó có bất thường ở van hai lá thì cái này cũng có thể là dày do sơ hóa của van mạch chủ. Tại vì hai cái bệnh lý đó hay đi kèm với nhau. Cái hốc ở phía sau này, động mạch chủ xuống đó các bạn. Dạ, cái hình này thì em thấy cái van hai lá nó dày cô, nó dài cô, nó dài và nó dày và nó phất phơ cô. Cái này thì em đánh giá là nó xa van hai lá cô. Rồi xin hết. Hoàn toàn chính xác. Bình thường á, tức là các bạn lưu ý khi mà cái lá trước và lá sau mà nó đóng lại á thì nó sẽ tạo thành một đường thẳng. Còn bây giờ các bạn thấy lá trước á, khi đóng lại nó sẽ võng xuống, lõm xuống qua khỏi cái chỗ nối giữa cái góc của van hai lá. Các bạn khi sẽ cho ngừng hình lại ha, và các bạn kéo một đường ngay từ cái góc này xuống cái góc này, khi thấy nó võng xuống thì nó sẽ qua khỏi cái đường thẳng đó. Thì tùy cái mức độ mà ta sẽ chia ra là xa van hai lá độ 1, độ 2, độ 3, thì trong cái bài bệnh van hai lá các bạn sẽ được học sâu hơn. Còn cái chiều dài van hai lá thì lúc mà nó mở ra hết nè, các bạn đo thì sẽ thấy nó vượt quên cái quy định mà hồi nãy trong cái phần lý thuyết mình đã có nói tới. Cái hốc đen ngoài sau này cũng chỉ là động mạch chủ xuống nha các bạn. Van động mạch chủ đây các bạn thấy đóng mở van ba lá nè, ba lá van động mạch chủ nè, lá vành phải, lá không vành và lá vành trái đây. Nó rất là mảnh, rõ, đẹp, khác hẳn với cái ca phía trước hồi nãy. Các bạn định danh mặt cắt trước rồi nêu cái bất thường sau. Dạ cô, cái này là mặt cắt ở mõm, ở mõm tim cô. Mấy buồng em? Dạ cái này là em thấy là 4 buồng cô. Rồi, có gì bất thường không? Em thấy là cái thất trái sao nó giãn rộng quá cô. Thất trái giãn rộng quá. À, giãn toàn bộ chăng? Dạ nó giãn cái phần mõm tim cô, phần mõm nó giãn nhiều quá cô. Dạ đúng rồi. Hôm trước có nhắc các bạn lưu ý nha, là luôn luôn cái mõm bên trái sẽ tạo thành hình chớp nón, và bây giờ không hình chớp nón nữa, và đây là phình bắt thắt trái vùng mõm, phình mõm của thắt trái thường gặp là trong nhồi máu cơ tim. Dạ thưa cô, em đánh giá cái này là mặt cắt 4 buồng qua mõm tim cô. Dạ. Nhưng mà cái thất trái của phần mõm tim nó có cái khối gì đó echo hỗn hợp cô. Đúng rồi, mình sẽ nhận diện khối echo thôi, tại vì mai mốt các bạn sẽ có cái học về cái bài các khối này để em mô tả này là cái gì. Nhưng mà còn nữa á, còn bất thường gì khác đúng không? Dạ, theo cái hình này thì em thấy là cái van hai lá nó dày coi. Cái van nó dày và cái nó dày và nó có vẻ là nó hai cái lá van nó không có đóng một cách bình thường cơ. Có sao em?
Dạ cái này nó có xa cô ơi. đó, cái em nối cái đường từ góc bên đây qua bên đây, khi khi thấy nó ấm lại nó võng xuống, đây là có xa van hai lá dày và xa. Ừ, thì lúc đó mình lại phải tả tiếp nó trước hay nó sau, thì đây cả hai cái đều có, vẫn còn bất thường khác nữa. Em thấy là cái vách liên nhĩ nó có một khoảng hở vách liên nhĩ cô, thông liên nhĩ hả cô? Đúng rồi, và tại vì nếu mà mình xác định đây là hở to vậy mà thông liên nhĩ vậy á, thì các buồng tim phải là phải to. Ở đây các bạn nhìn thấy nhĩ phải không to hơn nhĩ trái, thất phải, à hồi nãy mình mới đánh giá kích thước thất phải thường có 1/3 của thất trái, như vậy cái này cảnh giác là có to hay không à, thì các bạn sẽ xác định thêm cái thông liên nhĩ này bằng cách thả vào vô. Tuy nhiên đây là các mặt cắt mà chiếm tỷ lệ rất cao của giả khuyết vách liên nhĩ, do đó mặt cắt vàng sẽ là mặt cắt dưới mũi ức. Và ca này thì có siêu âm xác minh tiếp rồi, đó là giả khuyết á chứ không phải thông liên nhĩ đâu. Đây là nửa cái hình mà gọi là đẹp chuẩn như mơ. Thực tế mà các bạn thi mà các bạn cắt mà lấy được như vậy là 10 điểm luôn, 10 điểm cộng 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 luôn. Dạ cái này thì em đánh giá là mặt cắt ngang mặt cắt ngang cắt dọc cắt ngang ngang van động mạch chủ, và cái bất thường là em thấy nó có aliasing khi mình thả màu vô cô. Cái này thì em đánh giá là hở cô ơi. À đúng, đây là mặt cắt cạnh ức trục ngang, ngang van động mạch chủ, đây là phần nhĩ trái, đây là vách liên nhĩ, đây là phần nhĩ phải và van ba lá. Các bạn thấy ra cái vòng tròn ở giữa, bên đây là van ba lá và bên đây là van động mạch phổi, tuyệt đẹp luôn, tại vì thường các bạn sẽ khó mà lấy được một hơi ba cái van đẹp em, van ba lá, van động mạch chủ và van động mạch phổi. Thì ở đây nhìn á, các bạn thấy là van mạch chủ nó đóng mở hoàn toàn bình thường nếu là trắng đen, bây giờ tới khi thả màu vô mới rõ ra vấn đề. Đó là để thấy cái vai trò của một thời, hồi xưa chỉ chưa có Doppler, chỉ có siêu âm trắng đen thôi, người ta sót cái hở van mạch chủ rất nhiều. Bây giờ thả màu vô các bạn thấy cái lõi trung tâm nó có aliasing giống như là cái hình ảnh của núi lửa nó phun lên, như vậy thì người ta sẽ hay đặt câu hỏi aliasing này nó là do hẹp, coi chừng da hẹp hay là do hở ra là mặt chủ, thì xin thưa ha, tức là cái hình núi lửa phun này chỉ có trong hở chủ chứ không phải là trong hẹp chủ. Xác minh nữa thì chúng ta sẽ để trong cái Doppler xung hoặc là liên tục. Từ cái mặt cắt ngang đó rồi người ta sẽ xây sang cái mặt cắt ở vùng mỏm, thì các bạn thấy nè, thả màu vô rồi các bạn thấy có gì, Dạ thưa cô, thấy aliasing thì tâm trương aliasing nó phục dòng phục ngược lại vào tâm thất cô ơi. nhưng mà em thấy phục ngược vào tâm thất là qua cái van nào, chủ hay là hai lá vậy? Dạ thưa cô, trên cái hình này thì em đánh giá là qua hai lá cô. Hai dòng đó em, một dòng nó xéo về bên đây, như vậy cái dòng xéo này là qua chủ, còn một dòng ở phía bên đây là dòng qua van hai lá. Hai dòng này nó xuất hiện không cùng một lượt, tức là một cái là thì tâm thu, một cái thì tâm trương ha. Từ dưới này em thấy có dòng ngược bên đây, như vậy thì đây là cái thì tâm của hở van hai lá thì tâm thu, thì như vậy cái này là của thì tâm trương, là của hở van mình mạch chủ. Và chúng ta sẽ lấy cái móc là cái dòng ớn, các bạn sẽ thấy cái dòng aliasing này là nó ớn nhất ở chỗ cái góc này và mới bung rộng ra, như vậy chứng tỏ dòng máu từ dưới này đi lên, dòng máu từ cái chỗ mà thắt eo bung rộng ra mà từ chủ mà trở nên thất trái, như vậy đây là hở chủ và còn dưới này là kèm theo có hở van hai lá. Và các bạn nhìn qua bên đây lúc trắng đen đi, van hai lá nó dày, các bạn thấy van hai lá dày, và cũng đó cũng là một trong những cái lý do của hở van hai lá, mặc dù mình thấy nó đóng là kín đó nhưng mà thả màu vô thì mới phát hiện ra là có hở.
bằng cách nào đây các em? Bây giờ thấy có một mình thạc sĩ Huy tức cực quá. Dạ cô, cái này em đánh giá là mặt cắt ngang cạnh ức mà nó ngang các cái cơ nhú thôi. Rồi. Để có gì bất thường không em? Dạ em thấy thành tâm tâm thất nó dày quá cô, rất dày. Và dạ rồi và cái thành 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 trước thì nó dày hơn là sau rất nhiều cô. Dạ. Đúng rồi. À, đây là cái phần vách ni thất nè. Đó là phần vách ni thất đó, tại vì đây là cái thất phải ôm qua dày hơn thành sau. Và tiêu chuẩn á là nếu mà nó dày hơn 13 ly và cái tỷ lệ của cái này chia cho cái này mà hơn 1:3, cũng là nhớ về con số 13 mà ta hay gọi xui xẻo á, thì đó là một trong những tiêu chuẩn của bệnh cơ tim phì nại. Tức là đo kích thước của thất cái bất cứ chỗ nào mà dày hơn 13, có tác giả lấy hơn 15 ly, và tỷ lệ của cái vách ni thất chia lên thành sao mà hơn 1:3 thì có nó gặp trong bệnh cơ tim phì nại. Dạ cái này là mặt cắt trục dọc cạnh ức, và cái bất thường là em thấy là vách liên thất lẫn cái thành tâm thất đều rất là dày thôi. Cái này dạ là bệnh cơ tim phì đại cô. Dạ. Rồi. Còn gì nữa không? Tại vì mai mốt mà thi á thì tôi cho các bạn là không phải một bất thường duy nhất đâu, phải là tổng hợp nhiều bất thường á. Tràn dịch màng ngoài tim nữa cô ơi. Đúng rồi. À, đây nè các em sẽ nhìn nè, echo free tức là khoảng trống echo thành trước, và đây là khoảng trống echo thành sau, tràn dịch màng ngoài tim. Còn cái hốc này là ngay cái eo giữa thất và nhĩ, thì đây là thêm một cái nhãn xoăn vạch. À, trong cái tràn dịch màng tim thì người ta sẽ đánh giá là có dấu đè sụp thất phải trong thì tâm trương không. Như vậy các bạn coi cái lúc mà thất phải nó bung ra đó, nó có bị đè lõm vô không? Nếu đè sụp thất phải trong thì tâm trương là dấu hiệu của dàn ép tim cấp trên siêu âm tim. Ở đây có không nè? Các bạn thấy nó lõm như sao? Dạ có cô ơi, nó đè sụp dữ lắm cô. Trong thì tâm thu, em xem lại đi, nó đè sụp trong thì tâm thu, tức là lúc tim thắt lại. Và đó là một cái bẫy. Ha, cô có nhắc nghe đè sụp trong thì tâm trương mới là dấu hiệu dàn ép tim cấp. Còn đây các bạn thấy nó đè lõm xuống, nhưng mà trong thì tâm thu, tức là thất to bớt lại mà, thành ra là chưa phải. Và nếu mà xác định rõ nữa là chúng ta sẽ sử dụng trên TM. Dạ thưa cô, cái này là mặt cắt trục dọc cạnh ức. Và cái bất thường ở đây là em thấy là cái tỳ tâm thu và tâm trương ấy, thì hai cái gọi là tâm thất có vẻ là nó không có thay đổi nhiều. Cái này thì em đánh giá là có thể là suy tim cô. Dạ xin hết. À, đúng. Một là suy chức năng tâm thu. Tại vì các bạn thấy van hai lá nó mở á, nó chỉ mấp máy đây thôi. Mở mà càng gần đụng tới cái vách ni thất mới tốt. Còn đây nó cách quá xa. Nếu mình để TM thì các bạn thấy là cái chỗ từ mở này tới đây là hơn 7 ly rồi, suy chức năng tâm thu. À, cái vấn đề thứ hai ở chỗ thất phải, các bạn thấy có cái đám gì đây không nhỉ? Cái này cái gói echo hỗn hợp cô, em đánh giá là huyết khối cô. Huyết khối của lòng thất phải hiếm lắm ở đây, ngồi kiên vùng mở đó là modulator band đó. Một của thất phải ấy, hồi nãy mình có nói là trong cái hình ảnh mà giả bệnh lý em modulator band gặp rất là thường. Trên hình này các bạn sẽ thấy là có dòng phục xuống alazin, có dòng phục lên alazin, thì đó là vừa hẹp vừa hở của van hai lá đó. Khi các bạn để Doppler vô thì các bạn sẽ thấy có cả phổi đi xuống lẫn có phổi đi lên. Nhưng còn một cái bất thường khác
mà tôi vẫn muốn cho các bạn xem ở đây là bên cái nhĩ phải, bên nhĩ phải các bạn lại thấy có cái dải này nè đó, và cũng là cái hình ảnh là dải bệnh lý hồi nãy chúng ta nói, cũng là cái di tích của bào thai. Mấy cái là mặt cắt trục dọc cạnh mỏm ức, em đánh giá là có sa van hai lá nè cô và giãn nhĩ trái. À, với cái hình ảnh mà sa van hai lá đây á, thì các bạn nên nói là theo dõi sa van hai lá, bởi vì đây là mặt cắt dễ tạo nên hình ảnh giả sa van hai lá, và chúng ta sẽ xác minh lại bằng mặt cắt bốn buồng tại mỏm. Giãn nhĩ trái đúng, nhưng mà còn một cái bất thường thế này nữa, các bạn quên cái chỗ động mạch chủ này rồi. Động mạch chủ đây thì thấy được ba lá van đó, vành phải, không vành, vành trái, nhưng chỗ này nó phình ra, chỗ này thì phình vừa phải, còn cái này là phình lấn hẳn vào trong cây thất phải luôn, và đây là phình xoang van sa va của van động mạch chủ, phình xoang van sa va của van động mạch chủ. Đến khi mà người ta xoay qua mặt cắt ngang thì bình thường các bạn thấy van mạch chủ nó cũng sẽ là một khối tròn đều và nó có hình ba múi của ba lá van mạch chủ, nhưng mà tự nhiên bây giờ cái múi này nè các bạn thấy nó bung ra, bung hẳn vào trong lòng của thất phải. Đây là xác minh để lại lần nữa là phần xoang van sa va của van động mạch chủ. Các bạn sẽ phải thực hiện một bước tiếp theo là thả màu vô để coi nó có vỡ không, tại vì sợ vỡ phần xoang van sa va này vô trong tùy từng cái buồng tim. Ví dụ bên đây thì nó sẽ vỡ vào thất phải, còn thí dụ ở đây thì nó sẽ vỡ vào nhĩ trái, vân vân. Thêm cuộc họp chứ. Thường nào không các em? Dạ, cái này là mặt cắt bốn buồng ở mỏm tim. Em thấy là cái thất phải nó giãn lớn quá cô, thất phải giãn lớn. Còn nữa? Dạ, em thấy cái theo dõi là cái hẹp van hai lá cô. Còn gì khác không? Dạ Dạ, em nghĩ thấy có nhĩ phải lớn với thất phải đều lớn mà có khuyết ở chỗ van chỗ vách liên nhĩ nên em nghĩ có thông liên nhĩ. đúng đúng luôn. Kích thước thất phải hơn cái quy định 1 phần 3 rồi đó. Rồi ở đây nhĩ phải cũng phải lớn hơn, bắt buộc các bạn phải phản xạ đi tìm liền thông liên nhĩ, và đây là có cái khuyết của thông liên nhĩ. Cái vấn đề thứ hai là các bạn sẽ thấy cái vách liên thất nè, bây giờ khi mà nó co bóp các bạn thấy nó sẽ phồng qua phía bên trái, các bạn để ý đi, lúc co bóp nó phồng qua bên trái, bình thường á khi co bóp là vách liên thất phải phồng qua bên phải, bây giờ phồng qua bên trái chứng tỏ đây là có tăng áp động mạch phổi, và chính vì cái tăng áp phổi đó thành ra là hồi nãy là Huy mới đọc nhầm là sang cái hẹp van hai lá, thật ra đây thì nó không bị ảnh hưởng. Các bạn còn sót ở chỗ này, vùng mõm của thất phải chằng chịt dạng lưới, thì đây giải cơ bè đó, nó tạo nên cái modulator band mà hồi nãy có nói tới cái ảnh giả bệnh lý. Một cái sót nữa đây, echo free, tức là khoảng trống echo của tràn dịch màng tim. Các bạn là sót và nó tràn lên xuống chỗ này, nó tạo thành một cái vùng đường viền đen bọc quanh tim, tức là có tràn dịch màng tim kèm theo. Mặt cắt bốn buồng ở mõm tim, thứ nhất là em thấy là có giãn thất phải, giãn nhĩ phải,
có cái luồng energy phục ngược từ thất phải xuống nhĩ phải, cái này em, và có cái nghe là cái thông đi nhĩ coi. Hoàn toàn chính xác. Thông niên nhĩ tức là có dòng màu từ vách niên nhĩ này đổ ra. Rồi ở đây các bạn thấy dòng phục ngược. Mai mốt ở trong những cái hở van các bạn sẽ phải mô tả là cái dòng phục ngược này nó đi tới đâu. Thì đây các bạn thấy đi tới nóc của nhĩ phải rồi nó còn muốn xoay trở lại luôn. Thì đây là nó lên cái mức độ thở nặng. Như vậy thì các buổi học của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Ngày mai ấy, thì chúng ta sẽ gặp lại buổi sáng. Thì, theo chương trình á, tức là sáng mình sẽ có hai bài tin bẩm sinh, chiều hai bài tin bẩm sinh, nhưng do có bị trùng lịch thành ra chúng ta sẽ cùng học hết bốn bài tin bẩm sinh đó trong buổi sáng luôn, từ 8 giờ nha các bạn. Với không biết là với cái cách học như vậy thì nó có khó khăn gì cho các bạn không, chúng ta có cần điều chỉnh gì không? Vâng, Dạ không không thôi. cô ơi. Học cái này em thấy rõ hơn là chiếu cái slide lên cái bảng chiếu à. À đúng rồi, tôi cũng thấy là học trên cái màn hình online này nó rõ hơn. Rồi tạm biệt các bạn, 8 giờ sáng mai mình gặp lại nha. Một lượt bốn bài mà bốn bài tin bẩm sinh luôn. Minh Tuấn ơi, cô điều chỉnh chương trình chiều mai mình free nha, Minh Tuấn ơi. Sao cô? Con chưa kịp nghe ạ. Bốn bài tức là hai bài chiều mai cô dạy luôn sang buổi sáng mai Dạ luôn. vâng ạ, dạ vâng ạ. Thành ra chiều mai là em free Dạ rồi. vâng ạ. Dạ vâng, rồi con chào cô nha. Dạ em chào cô. Chào các em. Dạ chào cô, cảm ơn cô ạ. Chào.